Rồi anh em mình lại tiếp tục ra chế biến nha. Hôm nay chú Vinh khao tiết canh vịt mọi người ạ. Hôm qua ăn toàn món trắng, bây giờ có tí đỏ đỏ. Vịt thì nhà nuôi thôi. Hả? Đi lấy ngọn lá sắn à? Hôm nay có món ngọn sắn nộm nha mọi người nhá. Giờ Khai sẽ hám tiết canh đó. Chưa hám à? Chưa có nước ấy. Chưa nước chưa sôi à? Thế tí sợ tí mới hám đi chú Vinh ơi. Lấy ngọn lá ngọn sắn chứ. Khai đi lấy đi. Mồm nè. Voi sẽ ăn cái gì của nó? Ăn cái gì của nó? Ăn ong nó. Hả? Ăn ong nó nhá. Voi ăn đầu nó nhá. Ăn ong. Ăn ốc à? Ăn ốc. Đấy, không đi đâu. Thế có ăn mồm nó còn nữa không? Không đâu. Ôi giời, nó cắn chim kìa. Tay bố bị sao đấy? Đau. Bố làm gì mà đau? Đau chứ. Ừ. Chứ. Bây giờ là mình cùng với Khai sẽ xuống vườn để hái ngọn sắn nha mọi người nhá. Sắn đâu rồi, ngọn là cái gì nó? Rau gai thối. Xong là ăn cùng với một ít nó cùng một ít mứt tảng nữa đúng không? Quả đắng. Đây. Có lấy ra lá rau ngót này không? Chắc không hợp được quá. Chú Vinh có cây mận ở đây hình như sai năm đầu tiên sao, quả to quá. Mận tám hoa mọi người ạ. Ăn một quả cái đã. Quả này rồi. Quả rau. Đi chăn trâu ăn quả rau về đau bụng. Ngon lắm. Ngon lắm. Cho con cá này. Ở chỗ này chú Vinh trồng để lấy ngọn của nó ấy, su su nhỉ. Vào thăm cái vườn su su chú Vinh ra nào, có nhiều quả không? Dây kéo bằng cái dây cáp quang mọi người ạ. Ô cũng có quả rồi đấy mọi người ơi, này có quả rồi này. Nghe cô Kim phải là mỗi ngày hái được tầm khoảng chục cân rồi su su này. Đấy. Và nó rất là đẹp. Này, đang là có vài quả rồi. Vì nó vừa mới lên ấy. Mấy em dê. Bé bé. Bé bé. Đây Khai vào hôm nay là sẽ lấy ngọn sắn này. Với quả mắt tảng nhá mọi người nhá, quả mắt tảng nhá. Tiểu Thái gọi là mắt tảng xả quai ấy. Xong là ngọn của cây đó nữa. Hôm nay chú Trung chú phá đi nên là chặt cả cây luôn. Và cho mình ngọn cây này này mọi người này. Đi. Không, cái cây nhỏ ấy ở đằng sau ấy chú trồng cỏ cho bò. Đấy. Cho mình cả cái ngọn này. Hôm nay là mình sẽ cái này sẽ luộc lên. Cùng với ngọn sắn này. Với rau gai thối này. Xong một ít thịt vịt nữa nha mọi người nhá. Sẽ nộm với nhau để ăn. Không biết có ăn được không chú Vinh nhờ. Chắc là ăn được. Hãy subscribe.
ngọn nó ngọn. Đây Khay vừa đi kiếm ngọn sắn các thứ về rồi này mọi người này. Đấy. Đây nhá, ngọn sắn về một ít rau ngót. Ít rau gai thối. Này. Cắt tay đấy. Đây, Khay đang chuẩn bị nước để hám tiết canh này. Hôm nay lại có món đỏ đỏ rồi. Con vịt van nam à chú Vinh? Chẳng biết là mấy năm nữa bây giờ không đến được rồi. Cả ngọn nó nữa nhờ hôm nay. Ăn ăn cháu ăn cái nước lửa. Xé xong mình ăn ăn đi. Đây, Khay đang chuẩn bị ngọn sắn với một số rau kia luộc lên. Bởi vì hai cái này chắc là phải luộc riêng. Tí ngọn sắn là mình khi luộc chín rồi ấy, mình còn mang ra mình rửa nữa. Tức là mình phải bóp ấy, vò nát nó ra để rửa cho nó sạch cái phần nhựa sắn ấy, xong mới nộm ăn nha mọi người. Đây ngọn sắn này là ngọn sắn của loại sắn ta hồi trước ấy, tức là cuống của nó màu đỏ nha mọi người nhá. Loại này thì ăn rất là lành tính luôn, xong cộng thêm cái này vào nữa thì ăn rất là ngon rồi. Quả mắt tảng xá quai này nè. Đây Khay vừa ấy bác xuống và xử lý xong cái lá sắn này mọi người này. Mềm lắm mà Khay. Đây, bắt sạch nước rồi. Để nó không bị đắng. Còn chú Vinh thì thái rau rau húng, rau mùi các thứ để cho vào món nộm này, xong rồi tiết canh vịt nhá mọi người nhá. Đỏ đỏ. Là món đỏ đỏ à? Đỏ đỏ là món tiết canh. Không có cái này à. Món rau nộm. Món xanh xanh là món rau nộm nhà hôm nay ấy nhỉ? Ông tỏi đi đâu rồi? Nào bình chim thử. Thử xem nào. Cái này quả to nó rồi. Không đáng tí nào ấy. Đây có phải hoa đâu quả mà. Này mùi thôi, không đáng đâu. Không đáng gì. Ngọt ngọt một tí nữa loại này. Nộm. Mùi nộm. Ngon hết. Ngon thật đấy. Này. Mùi. Luộc lá chín này mọi người này. Như rồi ấy. Như rồi à? Ừ. Thế này món nộm này rất là đặc biệt nhá hôm nay ấy. Này có cả rau gai thối này, cả đúng ngọt sắn này. Thịt xà 5 năm đúng không? Cả thịt vịt nữa nha mọi người nhá. Tí mình cho một ít thịt vịt vào. Đấy cái phần đấy nó, phần ức của nó. Đẹp rồi, món này chứ khổm mà nó nọ. Bước khổm này mà nó khổm ma. Chú Phinh đánh tiết canh này. Thử xem nào. Úi dồi ôi, chuẩn đấy. Em ăn muốn ăn. Đấy. Để cho cái quả mắt tảng kia nó hơi nát nát ra một tí. Khi nộm nó mới ngon. Còn chú Vinh thì thái ngọn sắn nha chú Vinh nhờ. Rau sắn. Nhiều thế này mà được ít thôi nhỉ. Hẳn gần một ép nhỉ, Khay đi kiếm với Khay nhỉ. Ngọt đấy. Nó ngọt đi đúng không? Cơ bản trước lúc luộc thì ai nếm ấy. Đang đói mà đúng không? Đây mọi thứ đã chuẩn bị xong nhá. Rau mùi các thứ thái chưa chú Vinh ơi? Có trong này. Còn thịt thôi. Đây cả tỏi này, rau mùi này, rau húng vịt này. Xả không? Xả chưa? Chưa thấy. Xả nữa, gừng nữa. Cho một tí xả với gừng nữa à? Ông gừng. Thế thôi, chút ít thôi, cho nhiều cũng không ngon. Quá chất. Con này thì
không chê vào đâu được. Kia lấy xong bột, lấy bột canh này. Cho nó đủ vị. Ai thích ăn ăn lạc ấy thì sẽ cho thêm, nhưng mà như Khay với chú Vinh bảo là không thích lắm. Nên mình là hôm nay là thích. Mình sẽ nộm không có lạc nha mọi người nhá. Ui dồi ôi. Quá đông tôi luôn. Đông luôn mà. Đấy sao anh cậy được đấy. Sẽ từ mỏng. Xe em bôi này. Đây Khay vừa làm vừa rất là tâm đắc với món này nha mọi người nhá. Và là hôm nay món này sẽ rất là chất ấy, rất là ngon và thế. Cho thêm tỏi một tí nè. Đúng rồi. Đâu ớt chú Vinh cho rồi. Ừ. Sẽ còng ma đổ. Thịt vịt chín rồi, có thịt vịt để cho vào món nộm rồi Khay ơi. Lấy cái một cái phần ớt này nhá. Múc lấy đi chị Khay. Dọn dần. Sắp cơm dần thôi bác. Ôi vừa ra khỏi nồi nên nó hơi nóng một chút. Mai đấy thịt vịt nhá. Năm thịt nó đi 100% là xé dai. Ừ, đấy lấy một bên thôi. Cho để có vị thịt vào để cho nó ngon ngon. Thấy miếng mỡ nào à? Ui, khó là thịt không thấy rau gì. Ôi thịt vào nhưng cảm giác là ăn như thế này cũng ngon lắm rồi mà nhỉ. Nóng quá. Mình sẽ chắc cái đây, mọi thứ chuẩn bị xong này. Cho em boi đi kia. Ăn đi. Giờ cho thịt vịt vào là đảo lên thôi nhá mọi người nhá. Hôm nay anh em mình có món nộm đặc biệt mọi người ạ. Quá đặc biệt luôn trong món này ấy. Có rất là nhiều loại rau, có cả quả mứt tảng xá quai nữa, có cả thịt vịt nữa. Quá là ngon. Cái này thì vái khẩu thôi đó. Cả rau gai thối nữa. Cái này mà có rau vợ. Đây mọi thứ là anh em mình đã chuẩn bị xong nhá, giờ là chuẩn bị ăn cơm thôi. Em boy thì ăn trước rồi. Em boy thì đang ăn trước rồi à? 12 giờ rồi. Anh em mình chế biến cơm ăn mất một tiếng nhở? Món này cơ bản ấy. Nhiều món quá. Nhiều món rau, món rau. Cậu ăn hết được không? Nhỉ? Dẹp. Nào bữa nào ra đây đây. Anh đi lùi cháu ạ, anh nghiệp không áo có đấy cháu. Dẹp cái gì mà bác? Nhớ tính toán rẻ uống nọ. Cho em dẹp ăn đi. Dẹp lấy đi. Nào bữa nào. Thì bác mổ đầu cho nạ cho ăn. Mới người một lên. Bổ đầu cho ăn. Ôi ồn ồn bác. Đây, mâm cơm trưa của anh em bọn mình đây này mọi người này. Bát tiết canh vịt nha mọi người nha. Cái này cho rau nhiều nên nó hơi màu thơm đen thôi. Thực ra tiết nó rất là màu đỏ ấy. Đây lá phạt ban để ăn ghém với tiết canh này. Còn đây là rau ví nấu với nước luộc vịt này. Thịt vịt luộc này, một bát tẩm chéo này. Món này là hấp dẫn món nhá. Này là món nộm tổng hợp mọi người ạ. Rất nhiều loại luôn. Nộm, đấy. Nộm với vịt 5 năm. Rồi, giờ về lên để ăn thôi. Nào voi nào, ra đây nào. Bật chồng lên đây. Xong rồi, em boy ra ngồi bên này, anh Nghiệp ngồi bên kia. Rồi giờ đã sắp xong nhá, em boy đâu? Vào mâm thôi. Cơm nào? Mời mọi người nhá, mời mọi người ăn cơm nhá. Mời mọi người nhá. Cơm cùng gia đình nhá. Hôm nay không uống rượu nhá, để chiều còn đi việc nữa. Làm việc nữa. Uống buổi tối đây. Boy ôn nào? Em boy này. Đây, chú Vinh thử này mọi người này. Có cả thịt vịt à? Có cả thịt vịt đấy. Hôm nay nộm mà hơi đặc biệt một chút đấy chú Vinh ạ. Bốn loại đấy. Mời nhá. Gắp lia lia à Diệp? Thế nào? Thực Nghiệp thì ăn đầu vịt thôi Nghiệp nhờ. Sở trường rồi. Quá ngon. Quá ngon à?
quá ngon luôn. Không biết chú nói. Không có gì để tả rồi. Đúng thật. Nhưng mà nó có, thực ra mình không cho lạc là đúng sách ấy. Nó bùi của cái quả kia rồi. Bòi làm ấy ổn thế nhờ. Ngon thế. Đúng là thiếu cay một tí. Chú Vinh cũng là lần đầu tiên được ăn đó chú Vinh. Ông ăn cơm nó sớm à? Không ăn như thế này thì lần đầu tiên là phải thôi. Một khi toàn mộng rau chứ ai cho thịt vào đâu. Ông ăn cơm à? Đúng rồi, lấy ớt không được. Mời mọi người nhá. Thử món này trước. Đấy, anh Nghiệp cũng ăn cơ mà. Ngon. Thiệt là đấy, chẩm chéo vào đây cũng được. Đúng rồi, đấy chẩm chéo vào khả năng là hợp lý đấy. Thôi giờ là mình cũng đặt máy để ăn cơm đó mọi người. Ngon lắm. Chắc anh cùng máy chắc cũng rồi nó đúng. Chắc là nó rất bọt tức tức rồi. Chắc chứ ăn món này thôi nhá. Các bạn đang làm món này thắng rồi. Ăn đi Nhiệp. Đâu? Anh Nhiệp bị sang tên anh Boy nào. Đúng rồi. Thôi mời mọi người ăn cơm nhá. Đây mọi người khen cái món nộm này quá mọi người ạ. Giờ mình cũng ném thêm tí lá phai ba nữa thì ngon. Chuyển sang cái kia một tí đi. Đây. Không còn gì. Nó dài lắm. Xé được tí thì. Ôi, sao ăn. Đây này mọi người. Mời mọi người nhá. Thử xem ném lá phai ba xem nào. Cái mùi tổng hợp. Nhưng mà ném lá phai ba chắc là sẽ có vị khác nữa. Đúng rồi. Nó sẽ có vị ngọt của phai ba nữa. Bùi bùi của quả mắt tảng kia này. Khó tả lắm. Rất là khó tả luôn mọi người ạ. Ngon lắm. Cái này mà có ớt tươi mà kém thì chỉ biết nói là ngon thôi chứ tả khó tả lắm. Cái này ngon hết rồi. Trong cái này có rau húng này, rau thơm này, tỏi này, ớt, ngọn sắn, rau mùi, rau gai thối, xong là quả mắt tảng xá quai, thịt vịt, nhiều thứ nhờ. Kiểu rau bò khai nữa. Rau bò khai. Có thể cho vào mật quá à? Mình cho bối nhá. Đúng không? Măng nữa, măng ngọt nữa. Mà thế thì nhiều thứ. Nhiều thứ, có thể nhiều thứ nhỉ. Mật vịt. Ăn rồi, hết luôn. Con làm món chất canh lắm. Chiều, mẹ ơi, cháu chiều. Đấy, 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 bố được mượn con. Chất canh đông ngon thế này. Nào thôi. Chị khay chị buồn đấy, không ăn được. Đấy là anh Nghiệp không ăn được. Chất canh nha anh em nhá. Cô Kim, pha cô Kim. Anh nha, mời nha. Mặn à? Anh đếm sau. Không mặn nó đông trước đấy. Lông cứng luôn. Loại người mạnh quá. Mặn quá. Mà nấu mấy không tanh. Ờ cái canh con này mùi vịt thế nhỉ. Đúng không? Có lai rồi sao ấy. Không biết con này mùi. Bản món này hình như là hơn sao. Dù ngon thì món này hơn. Ừ. Mà thịt cho ai gắp này. Khó Nghiệp với Nghiệp gắp thôi nhỉ. Đã phát ban này mình gắp cái này cũng được chứ cứ tưởng là để gắp tiết canh không. Đúng rồi. Ăn gắp ngon. Nhắn đã phát ban nó có vị ngọt ngọt. Đúng rồi. Ngon như sao rồi, ngủ à? Ngủ đây à? Ngủ lên lên giường nhá. Được ngủ lên giường nhá. Bây giờ. Canh nhá. Hôm nay bữa trưa ở chỗ nhà chú Vinh rất là ngon. Cái này là canh rau bí đầu mùa. Rất là ngon luôn. Cùng lên nấu với nước luộc vịt nên là nó tăng cái độ ngon của nó lên gấp đôi.
Rồi, giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi toàn bộ kênh của mình nhé. Xin chào mọi người nhé. Món này rất là ngon nhá. Nếu mà các bạn có đầy đủ nguyên liệu ấy thì chế biến ăn thử nhá. Nếu đủ phải 10 loại đúng không? Cái này gọi chưa đủ đâu. Chưa đủ vẫn ngon rồi.